Xin chào các bạn, sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn lắp đặt bộ motor cửa mở tự động model SVK100 và SVK200. Đây là bộ thay co và dàn hướng trượt, túi ốc vít và phụ kiện. Đây là mặt bích bắt đằng sau. Chúng ta chú ý là có cái trên mặt bích có cái gờ hèm, chúng ta sẽ đưa lên trên. Sau đó chúng ta ốp mặt bích vào lấy dấu. Chúng ta chú ý là đáy của mặt bích cách mép hèm cửa là 35 mm. Sau khi chúng ta lấy dấu xong, chúng ta sẽ khoan lỗ để luồn dây điện và dây tín hiệu. Sau đó chúng ta cài motor vào mặt bích. Sau khi chúng ta cài xong, chúng ta sẽ vặn siết 6 con nục. Sau đó chúng ta nắp tay co vào motor. Sau đó chúng ta thanh dẫn hướng vào cánh. Chúng ta chú ý tháo theo hướng dẫn trong video. Đây là con chốt chặn hám hành trình. Chúng ta tháo kéo lùi về phía sau và chúng ta luồn thanh dẫn hướng vào tay co và chúng ta ép sát cửa vào làm sao con trượt cho đúng vị trí. Sau đó chúng ta khoan bắt vít thanh trượt vào cánh. Sau đó chúng ta mở ra vị trí dừng cánh. Tới đâu thì chúng ta sẽ siết chặt con chốt chặn tới đó. Sau đó chúng ta lại nắp thanh trượt lại. Chúng ta đấu dây tín hiệu để mở motor, mở cửa vào cọc không và access control. Sau đó chúng ta đấu nguồn dây nguồn điện 220 AC. Chúng ta bật nguồn lên. Nếu cửa mở không đóng, chứng tỏ ngược chiều, chúng ta gạt số 1 lên. Sau đó tắt nguồn đi, bật nạn. Chúng ta thấy tốc độ đóng cửa và mở cửa hơi chậm. Chúng ta sẽ chỉnh tốc độ đóng và tốc độ mở. Núm số đầu tiên là tốc độ mở, open speed. Chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ tăng. Chúng ta thấy khi mở ra gần cuối hành trình không có giảm tốc. Chúng ta tiến hành vặn núm thứ ba theo chiều kim đồng hồ khoảng tầm 40 đến 50 độ. Sau khi chúng ta vặn xong, chúng ta bấm mở cửa và đóng cửa. Cuối hành trình sẽ có giảm tốc. Núm số 4 và gạt công tắc số 4 lên là để tăng lực ghì của motor. Đấy, chúng ta lực ghì rất lớn. Chúng ta đẩy và kéo ra không motor không nhả ra. Núm thứ năm là thời gian chờ mở. Sau khi chúng ta chỉnh xong, chúng ta tiến hành chạy thử đóng mở.
Đây là cửa lối vào của phòng sạch, phòng mổ của bệnh viện. Chúng ta thấy lực ghi rất là lớn. Chúng ta kéo ra xong tự động motor sẽ ghi đóng lại.